Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show Kỳ Vương Đấu Trường Cờ Việt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai gương mặt mới. Kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đến từ Ninh Bình sẽ gặp kỳ thủ Nguyễn Văn Bình đến từ Hưng Yên. Và hành với chúng ta trong trận hôm nay sẽ tiếp tục là bình luận viên Trương Văn Thi ạ. Xin chào anh Thi ạ. Vâng, xin chào Đào Anh Đăng. Chào các quý vị khán giả. Vâng, và đến lúc này thì cả hai kỳ thủ đã sẵn sàng cho trận đấu. Và đấu thứ nhất bắt đầu. Kỳ thủ Nguyễn Văn Bình được cầm quân đỏ đi trước. Vâng, và anh Thi, anh có thể giới thiệu về hai kỳ thủ cho quý vị khán giả cũng biết ạ. Kỳ thủ Nguyễn Văn Bình thì đến từ Hưng Yên. Anh sinh năm 1991, hiện nay anh đang là kỹ sư xây dựng. Và anh cũng có một cái niềm đam mê đối với môn cờ tướng rất là sâu sắc. Và anh đã thi đấu làm quen với bộ môn cờ tướng này đã từ rất lâu rồi. Anh cũng có những cái tâm sự với ban tổ chức hay là chúng tôi là anh đã thi đấu từ ngay từ lúc nhỏ. Còn đối với kỳ thủ Vũ Văn Tuyến thì anh Vũ Văn Tuyến thì là hiện nay anh đang là một trong những kỳ thủ hàng đầu của tỉnh Ninh Bình. Anh vừa là kỳ thủ, hai nữa anh Vũ Văn Tuyến cũng là một trong những mạnh thường quân thường là tài trợ cho những cái giải cờ khu vực phía Bắc. Anh Vũ Văn Tuyến thì còn một cái biệt danh nữa mà anh em làng cờ đặt cho là đơn đạp hộp, bởi vì anh thường là một mình, rất thích là một mình đi đến anh em giao lưu với anh em của các làng cờ ở các địa phương. Vâng, và trở lại vào đấu lúc này thì sau nước cờ tốt 7 tấn 1 của anh Vũ Văn Tuyến thì anh Nguyễn Văn Bình tạm thời là vẫn chưa nghĩ được nước cờ tiếp theo. Và theo anh Thi thì đến đây thì thông thường các kỳ thủ sẽ có thể xử lý như thế nào? Thường thì mỗi một kỳ thủ sẽ có một cái phương án riêng. Có người thì có thể là tấn xe 2 tấn 4 tiến lên hàng. Cũng có người thì có thể là chạm tốt qua sông. Vâng, và theo cá nhân tôi được biết thì anh Vũ Văn Tuyến cũng là một người rất mạnh về phần khai cuộc. Vâng. Nên là kỳ thủ Nguyễn Văn Bình nghĩ nước cờ này tương đối lâu là cũng rất hợp lý. Có thể là anh Bình vẫn chưa chuẩn bị kỹ về khai cuộc này của mình. Vâng, khi quân tốt ở ba của mình tràn qua sông thì lập tức là anh Tuyến đã phóng xe lên bắt một nước cờ cướp tiên rất hay của anh Vũ Văn Tuyến. Và chắc chắn thì trước đó cái thủ Nguyễn Văn Bình đã lường trước nước cờ này, tuy nhiên là đến đây thì anh vẫn phải đầu tư khá nhiều thời gian cho nước cờ tiếp theo.
Vâng, như vậy là kỳ thủ Nguyễn Văn Bình quyết định giữ tốt và kỳ thủ Vũ Văn Tuyến tiếp tục xe 9-8. Tiếp tục truy bắt con tốt vượt sông của đối phương. Vâng, có lẽ đây cũng là một cái phương án mà nhiều kỳ thủ cũng chơi như vậy. Và anh Tuyến đã ngay lập tức là sau khi anh Bình tiếp tục là đi tốt hai xuống thì anh Tuyến đã bình xe 2 đã bình sang lỗ 7 để truy kích quân mã ở lỗ 3 đang giữ tốt đầu của anh Bình. Và nếu bây giờ mà chạy mã thì anh Tuyến sẽ có biện pháp là vật pháo đầu lên con tốt đầu của anh Bình và sẽ lập lại cái thế trận là anh Tuyến sẽ là người dùng pháo đầu đóng đóng chặt trước. Vâng, và theo anh Thi thì đến đây kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã có thế phản tiên chưa? Theo tôi nghĩ là cho đến lúc này thì anh có vẻ như anh Tuyến đang ở thế phản tiên rồi đấy. Bù đắp lại thì kỳ thủ Nguyễn Văn Bình cũng đã có một con tốt vượt sông và có một con tốt vượt sông và bây giờ chỉ cần một hai nhịp nữa thôi là con tốt này cũng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên là bên bên phía anh Bình thì quân mã ở lộ 3 tôi nghĩ là đang rất là yếu. Ngoài ra thì con mã 9 cũng khá khó có thể phát triển về sau. Khó phát triển. Mà nếu mất con mã lộ 3 thì lập tức là con tốt đầu cũng sẽ bị mất theo. Và cái cục diện trận đấu là cũng không giữ được cái thế trận nữa. Chạy mã này có lẽ là phải chạy mã về làm anh nào. Nếu lao mã lên thì rất là nguy hiểm. Hoặc là anh Bình sẽ phải phóng xe 2 lên để bảo mã. Tiếp tục tăng cường thêm một con xe để giữ cái lộ mã. Bởi vì là nếu như để mất tốt đầu thì sẽ bị tiếp tục tấn xe ăn tốt đúng không ạ? Đúng rồi. Tuy nhiên là nếu mà phóng xe lên giữ mã thì tôi cho rằng cũng rất nhiều nguy hiểm. Đang rình rập anh Bình. Vâng, như vậy là sau một hồi cân nhắc rất kỹ càng thì cuối cùng anh Nguyễn Văn Bình đã tấn xe lên để bảo vệ quân mã. Và dường như là đã dự định trước nước cờ này của đối phương thì ngay lập tức là anh Vũ Văn Tuyến đã đi tốt 9 tấn 1. Tốt 9 tấn 1 rất hay. Để có thể những nước tiếp theo là có thể là phóng mã ở lộ 9. Hay là dùng mã 9 tấn 8. Vẫn là bắn chết con tốt của anh Bình. Như vậy là ngay từ đầu ấy thì là anh Bình đã cố tình giữ con tốt này. Nhưng mà theo rất nhiều các thanh thủ thì là thường là người ta sẽ bỏ ngay con tốt để người ta củng cố cái thế trận vững chắc của mình. Và chính vì việc giữ tốt nên là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã có thời cơ để liên tục cướp tiên và rồi triển khai các quân của mình vào vị trí chiến đấu rất nhanh chóng. Trong khi đó thì cánh bên trái của kỳ thủ Nguyễn Văn Bình thì xe pháo mã dường như là cũng chưa có tác dụng gì trong việc phòng thủ. Và tấn công thì rõ ràng quân xe, quân mã thì cũng không có phương hướng là tấn công ngay lập tức. Đang anh Bình đã lên tượng, theo tôi nên là phương án rất hợp lý. Đó. Nếu như không lên tượng thì có thể sẽ bị bình xe đầu xe. Và đúng như thế. Có thể là bị xe pháo mã tập kích vào một cánh ngay. Vâng, và cũng rất nhanh chóng thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến tiếp tục mã 9 tấn 8 đưa tiếp một con chiến lên. Vâng, và đang đe dọa bắt tốt. Cũng có thể là bắt tốt và cũng có thể là không cần phải bắt con tốt đó. Vâng, như vậy là quyết định
tiếp tục giữ tốt và đi tốt 2 bình 3 bắt pháo. Mục tiêu là kéo cho quân xe của kỳ thủ Vũ Văn Tuyến phải thoái về một nước. Và sau đó là nhảy mã lên. Vâng. Tôi cho rằng đây cũng là phương án rất hay. Vâng, như vậy là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến bình pháo bắt xe và kỳ thủ Nguyễn Văn Bình bình tốt bắt ngược trở lại quân pháo. Và theo anh Thi thì nước cờ nếu như kỳ thủ Nguyễn Văn Bình tiếp tục dùng tốt bắt pháo và pháo lại chạy ra bắt xe, khi đó thì tiếp tục bình tốt để cản xe, cản quân pháo lại thì liệu có phạm luật không ạ? À, trong luật cờ tướng của Việt Nam ấy, thì riêng về tốt có thể chóc tất cả các loại quân. Thì như vậy là anh Bình đã chạy sang bắt pháo liên tục mà cũng không phạm luật. Thế còn anh Vũ Văn Tuyến thì chạy pháo sang bắt xe, sau đó là chạy pháo tránh cái sự truy cập của tốt thì cũng không phạm luật. Và trong cái trường hợp này nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì rơi vào cái tình huống gọi là bất biến, mà nó bất biến thì trọng tài có thể xử hòa. Nếu hai kỳ thủ cứ tiếp tục như vậy thì khoảng chừng bất biến 6 lần bất biến là sẽ xử hòa. Tuy nhiên là anh Bình đã đổi biến rồi. Vâng, có lẽ là anh Nguyễn Văn Bình lo ngại là nếu đi như vậy sẽ bị phạm luật. Và nếu như rơi vào lúc mà quân pháo đang bắt quân xe thì sẽ rất nguy hiểm. Nên là anh đã quyết định đổi biến ngay. Anh đã nhảy mã 3 tiến 4 rồi. Vâng. Như có vẻ như cái nước mã 3 tiến 4 này tôi e ngại rằng là sẽ hơi nguy hiểm cho anh Bình. Bởi vì giờ đây anh Tuyến chỉ cần vật nên pháo đầu lên tốt đầu. Sau đó tiếp tục là mã 8 tấn 7 là mã qua. Thì vâng, anh Tuyến sẽ có nhiều hướng đánh ấy. Vâng, tuy nhiên là anh Vũ Văn Tuyến quyết định tiêu diệt ngay con tốt. Chấp nhận là tình trạng xe mã bị cô. Chắc chắn là kỳ thủ Nguyễn Văn Bình sẽ không đấu xe ngay, không đấu mã ngay. Nên là anh quyết định mở mặt xe trước. Hy vọng là kịp thời để triển khai quân. Và như bình luận viên Trương Văn Thi đã dự đoán từ trước thì quân pháo 5 sớm muộn cũng sẽ vật lên tốt đầu để tạo dựng ưu thế cho bên đi hậu. Và chiếm thực lợi, ăn tốt đầu. Và đến đây thì sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Văn Bình phải đi quân. Và theo anh Thi thì nên lên sĩ 4 hay lên sĩ 6 ạ? Nên đi sĩ 4 tấn 5. Bởi vì nếu mà đi sĩ 6 thì vô hình chung là về sau cái yếu điểm của bên quân đỏ ấy. Tuy rằng là quân tượng ở lỗ 3 đã trang rồi nhưng mà bên đen đang có quân pháo ở lỗ 7. Chỉ cần có một con mà xông vào đi theo tượng thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Vâng, và có lẽ là anh Nguyễn Văn Bình là lo ngại bên đối phương có hai xe nên là anh đã lên sĩ 6. Và đến đây sẽ tiếp tục đến lượt kỳ thủ Vũ Văn Tuyến sẽ tiếp tục đi quân. Sau phần khai cuộc thì chúng ta có thể thấy là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã có thể chủ động hơn và lúc này thì anh cần phải đi những nước cờ có lực để có thể dần dần chuyển hóa thành ưu thế rõ ràng.
Vâng, và đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Văn Bình đã đi xe 8 tấn 4. Tôi cho rằng đây cũng là một nước đi hợp lý đảo Ánh Nắng. Có thể là tích cực được quân xe lỗ 8. Và có thể là sẽ làm bớt ưu thế của kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đi ạ. Nếu không để quân xe này thì dường như là đã chấp đối phương một xe thì sẽ rất khó. Và đến đây thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến tiếp tục bình xe. Xe 7 bình 6. Anh Thi cho rằng nước xe 7 bình 6 này có mục đích gì là chính đến từ kỳ thủ Vũ Văn Tuyến ạ? Thực ra nước cờ này thì cũng nhằm mục đích là để mở đường cho cái lộ pháo của anh Tuyến, hay nữa là ngăn cái sự phát triển và ngăn cái sự phát triển của quân mã sau này của anh Bình vừa lao lên. Và chỉ cần bây giờ chỉ thoát xe đi, thoát xe tức là còn dùng quân xe 8 ấy, Bình vào lộ 6 ấy, bắt cái quân mã của anh Bình. Vâng, quân xe 8 của anh Tuyến chạy vào lộ 6, nếu mà mã mà ăn sai là tức bị phục. Như vậy là có thể thấy là mục đích chủ yếu là để thoát quân xe mã ở lộ, đúng lộ 8. Đấy, hiện nay quân xe mã lộ 8 là đang bị cô, đang bị kiểm tỏa. Nếu như anh Bình bây giờ mà không đấu mã thì lập tức anh Tuyến sẽ có biện pháp. Nước tiếp theo là anh đi xe 8 bình 6. Buộc xe của mã của anh Bình phải quay về. Và cái thủ Nguyễn Văn Bình bình xe bắt pháo thì ngay lập tức cái thủ Vũ Văn Tuyến pháo 7 bình 5 ngay. Vâng. Tiếp tục đưa pháo vào trung lộ và duy trì áp lực từ quân pháo 5. Chắc chắn là đi nước chạy có thể là anh Bình không nhìn thấy, chạy xe vào bắt pháo theo tôi nghĩ là cũng mất tiền. Tôi cho rằng anh Tuyến vừa rồi nước lên sĩ là cũng không cần thiết. Vâng. Anh có thể chạy ngay và chạy ngay xe vào bắt mã, buộc là mã phải thọ của anh Bình thoái về. Theo tôi lại thấy là có thể là anh Nguyễn Văn Bình đã nhìn thấy nước là Bình pháo và bắt xe ngay. Nhưng mà khi đó Bình pháo vào thì quân Tượng sẽ không thể treo lên lộ 5 được. Nếu như kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đi xe 8 bình 6 đấu xe thì anh Nguyễn Văn Bình hoàn toàn có thể tấn xe ăn mã. Và nếu như đấu mã xong thì quân xe có thể tiêu diệt được quân tốt 3. Vậy là cũng có thể là đã nằm trong tính toán của kỳ thủ Nguyễn Văn Bình rồi, chứ không phải là một nước cờ vội vàng của anh. Như vậy anh Tuyến là quyết phải tiêu diệt quân mã đang đứng ở cửa hàng, rất là nguy hiểm. Tôi cho rằng đây cũng là nước cờ hay này. Anh Tuyến đã thoái pháo về, vừa là giữ pháo đầu, vừa là truy kích quân mã của anh Bình. Vâng, đến đây thì bắt buộc là anh Nguyễn Văn Bình phải lựa chọn giữ mã hay là đấu mã rồi. Rồi, như vậy là quyết định thoái mã về. Theo tôi là cần nên đấu mã để không để mất tiên. Anh Tuyến đã thoát được sức kìm ép của con xe và con mã lộ 8 rồi. Anh đã chạy xe ở lộ 8 vào lộ 7 rồi. Vâng, nước cờ xe 6 thoái 1 đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Bình.
Tôi cho rằng nước xe 6 thoái 1 thì có vẻ như là không được tích cực. Bởi vì bây giờ anh khá nguy hiểm khi mà pháo 5 có thể bình 8. Pháo 5 ở phía pháo dưới đấy. Vâng. Có thể bình 8 mắt xe. Biết là anh Tuấn có đi nước cờ này không? Ồ, anh lại không đi nước cờ này. Vâng, vậy là anh Tuấn quyết định đi à? Pháo 7 có vẻ như mất quân hay sao? Liệu có phải là nước mất quân không? Vâng ạ. Nếu như anh bây giờ có thể là lúc này sẽ là tứ xe tương kiến đúng không ạ? Nhưng mà sẽ cái yếu điểm là cái quân anh Tuyến có lẽ là đang bỏ mạng. Vâng. Tôi đang nghĩ đến một hướng có một hướng tấn công là cái lộ tướng của anh Bình ấy. Vâng. Thì cũng là cái lộ tướng mà để anh Tuyến có thể xuất tướng bắt cục. Vâng. Đúng không ạ? Rất có thể là cục ngay bởi vì là nếu như đúng ăn xe lên mã thì sẽ được mã. Thì sẽ được mã nhưng mà sẽ là xe 7 bình 4. Khi đó là xe 2 xe bình 4 ăn lại xe và lúc đó thì sẽ là xuất tướng. Thì nếu như có lên mã để cản thì vẫn có thể vật pháo chiếu rồi sau đó vật pháo lên mã vẫn là pháo đầu đóng chặt. Mà vẫn đang là dùng đường tướng để trợ công thì sẽ không thể gỡ được. Nên là đến đây là có vẻ như là một nước cờ lừa của kỹ thủ Vũ Văn Tuyến ấy. Không phải là nước cờ lừa mà có lẽ anh Tuyến đang dụ cho anh Bình ăn hơn mã. Vâng. Sau đó sẽ bắt cục sau. Cái đây là chúng ta nên nói là cái 7 bình 4 trận của các kỹ thủ. Vâng. Vâng, cứ cho như là nhìn ra nước cờ đó thì lúc này nếu như đấu xe thì anh Vũ Văn Tuyến sẽ tiếp tục triển khai được thêm quân mã. Vâng. Như vậy là cũng có thể thấy là nước cờ rất hay của kỹ thủ Vũ Văn Tuyến. Vâng, và anh Nguyễn Văn Bình đã hóa giải nước cờ này bằng nước cờ xe 2 tấn 1 ạ. Như vậy anh Tuyến có vẻ như đi nước cờ này chưa được hay. Vâng. Theo tôi nghĩ là nên cần Bình con pháo nó pháo 5, pháo ngũ ở dưới. Vâng. Pháo 5 dưới Bình ra lộ 8 mắt xe thì hay hơn. Nước cờ này nếu như đối phương sai lầm thì sẽ ưu thế rất lớn ngay. Rồi. Nhưng nếu như đối phương không sai lầm thì cũng tạm thời là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến cũng chỉ hơn được một chút so với đối phương. Vâng. Nếu như phòng thủ chặt chẽ thì anh Nguyễn Văn Bình hoàn toàn có thể thủ hòa được. Đúng như vậy. Và tôi nghĩ là có lẽ là anh Tuyến đã vừa bỏ đi mất một cơ hội. Tôi vẫn thích nước cờ là pháo 5 dưới bình 8 mắt xe hơn. Vâng, và khi đó thì có lẽ nước cờ bắt buộc phải là mã 3 tấn 2 đúng không ạ? Mã bắt buộc phải là mã 3 tấn 2 và chỉ việc là tôi lúc đó tôi sẽ đi xe Xe 6 tấn tiến 1 là bắt được quân thôi. Và hơn quân thì với hình thế đè nén như thế này thì cũng rất khó để có thể gỡ được. Đã hơn quân thì khả năng chiến thắng của anh Vũ Tuyến rất là cao. Vâng. Tuy nhiên anh Tuyến đã bỏ đi mất một cơ hội. Vâng. Và vẫn là tư duy bằng nước cờ bình xe chiếm lấy lộ 4 thì anh Vũ Văn Tuyến đã quyết định đấu xe và sau đó xe 6 bình 4 để chiếm mặt. Nhưng bây giờ có cái việc khác là lúc trước thì là quân xe của anh Vũ Tuyến thì đang còn đang chìm ở dưới. Bây giờ anh đã nổi lên trên rồi. Và có thể là anh sẵn sàng là nhảy mã. Có thể nhảy mã biên lên hoặc có thể nhảy mã 3 tấn 5 lên. Bởi vì đã có quân xe vừa tiến hàng tốt để bảo vệ rồi. Bây giờ nếu như chạy pháo dưới sang bắt xe thì anh Bình sẽ không ngần ngại là đóng pháo xe vào đầu để đấu. Không, đấu xe vào đầu là đúng rồi. Nếu như bắt xe thì sẽ đóng được vào đầu. Thì sẽ đóng ngay vào đầu để đấu quân pháo đầu nguy hiểm của anh Tuyến đi. Vâng, tuy nhiên là anh Nguyễn Văn Bình là đã đi nước cờ pháo 7 bình 8. Có thể là để thoái pháo về phòng thủ. Thoái pháo về phòng thủ.
Hoặc vừa phương Vừa án. rồi theo tôi là cũng có thể đi pháo 5 tấn 1 được không ạ? Pháo 5 tấn 1 để tiếp tục đưa pháo vào trung lộ, là cùng dùng hai pháo để đối chọi lại với hai pháo của đối phương. Sau này thì sẽ có cơ hội liên kết cặp tượng. Cũng là một phương án hay, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà pháo 5 tấn 1 thì vô hình chung làm tắc quân xe vừa Vâng. tiến lên. Và hai nữa là anh Tuyến có thể dùng phương án là nếu pháo 5 tấn 1 thì sẽ chạy pháo 5 dưới ra bắt xe. Vâng, như vậy là cái thủ Vũ Văn Tuyến đã đi ở năm sau Bình Táng ạ. Nếu tôi cầm quân đỏ thì tôi sẽ chạy vào giữa để đấu vào đầu đi thôi. Vâng, như vậy là đang đúng như những nước cờ mà anh Trương Văn Thi đang mong muốn dành cho bên đi hậu đúng không ạ? Và không biết là anh Nguyễn Văn Bình có đi xe 2 Bình 5 hay không? Đây là một cơ hội rất tốt để cho anh Nguyễn Văn Bình có thể cân bằng lại cục diện. Ra thì anh Bình sợ rằng chạy pháo xe vào giữa thì anh Tuyến sẽ vật xuống dưới. Vâng. Dưới là sau đó là nếu mà sẽ là có nước bình pháo nước ăn tượng lên thì sẽ có nước bình pháo vào để bắt nước tượng. Vâng. Nhưng mà khi chạy vào thì nếu mà vật thì có thể ăn xe về. Vâng. Nếu mà chạy tiếp tục chạy chạy pháo vào bắt xe thì có thể chạy lúc đó mới bình ổn. Vâng. Xuất tướng thì có thể là dùng pháo chạy vào đầu để đấu hoặc là vỗ mặt chiếu tướng này. Vâng. Tuy nhiên là trong anh đến đây thì anh Vũ Văn Tuyến lại tiếp tục lên tượng 7 tấn 5. Đây là cơ hội cho kỳ thủ Nguyễn Văn Bình đi xe 4 Bình 5. Tuy nhiên lúc này đi thì lại là mất nước. Đúng rồi. Vâng.
có thể nói là anh Tuyến đang tấn công toàn tuyến. Vâng. Anh đã dùng cái ưu thế bằng con tốt 5 sang sông, đang chuyển sang bắt mã của anh Bình, làm cho độ liên kết của hai con mã này mất đi. Vâng. Có vẻ như nước vừa rồi là một nước cờ hơi ẩu của anh Nguyễn Văn Bình. Khi mà anh đã thoái pháo về và ngay lập tức là anh Tuyến đã bình tốt sang. Vâng. Lập tức là chia cắt được hai con mã ngay. Vâng, và cái thủ Vũ Văn Tuyến đã đi xe 4 bình 2. Có lẽ được nước xe 4 bình 2 chuyển sang là sau đó là để nhằm mục đích để giữ giữ quân tốt thôi. Vâng. Sau khi anh Bình tiếp tục dùng cái thế trận mã rằng thì anh Tuyến này ung dung đi tốt vào, không sợ mã lên nữa. Vâng. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy là anh Vũ Văn Tuyến có một lối chơi rất là cẩn thận. Chắc chắn. Vâng. Lấn dần từng bước. Anh Tuyến hoàn toàn có thể bây giờ là dùng tốt 4 của mình vừa rẽ vào này, đi vâng. Xuống. Hoặc là cũng thể đi mã 6 tấn 4, đe dọa là tấn mã chiều tướng bắt mã. Và anh Tuyến là tìm ra một hướng khác so với hai hướng trên là đi pháo 6 tấn 1. Trước đó tôi cũng nhìn nước pháo 6 tấn 1 thay vì là chuyển xe sang để giữ tốt. Rồi. Vì là khi đó là trung lộ của anh Nguyễn Văn Bình tương đối mỏng. Mà lúc này thì đã có quân tượng 5 để yểm trợ rồi. Mặc dù vậy thì quân pháo 6 tấn 1 cũng có rất nhiều mục đích là có thể chuyển sang bắt mã hoặc cũng có thể chuyển sang lộ 8, rất nhiều hướng. À, đào anh Đăng ạ. Dạ. Tôi cho rằng là lúc trước anh Tuyến đã bỏ sót một nước cờ là có thể dùng mã ở lộ 6 ăn tượng này. Bởi vì sau ăn tượng. À mà sau ăn tượng thì tượng ăn về đúng không? Bởi vì dạ, con xe của anh Tuyến là lúc đó đang ở lộ 3 chứ không phải lộ 2. Thì cũng là hợp lý. Như vậy là đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Văn Bình đã không thể chạy được con mã nên là anh đã chấp nhận dùng mã đổi lấy quân tốt của đối phương. Vâng. Vâng, tuy nhiên thay vì xuống sĩ để bị cô quân pháo thì anh Nguyễn Văn Bình đã tích cực quân pháo bằng nước cờ pháo 7 tấn 4 bắt lại mã của đối phương. Ồ. Tại sao anh Tuyến lại chạy mã nhỉ? Nếu mà tôi thì tôi có thể là bình pháo sang biên ngay. Đang dọa bắt xe rồi. Vâng, và bây giờ mới là bình pháo. Bây giờ bình pháo thì lại khác đi. Đó, như vậy là không thể bình xe ra kèm được, bị chiều tướng bắt xe ngay. Với ưu thế hơn quân thì lúc này là đã bắt đầu nguy hiểm cho kỳ thủ Nguyễn Văn Bình là khá nhiều rồi. Yeah.
Vâng, như vậy là quyết định. Thì mã để bắt xe rồi. Và với cung diện như thế này thì rất khó để cho anh Nguyễn Văn Bình có thể phòng thủ được. Khi mà rồi, trước đó đã kém một quân rồi, bây giờ lại kém một xe nữa thì... Nếu mà mất tiếp một xe nữa thì chắc chắn là sẽ phải thua. Vâng. Nếu bệnh nhân bị xơ gan nhé, thì chỉ có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần, nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm, chứ nó không lâu đâu. Mà cái xơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều nơi hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số hotline 0982 267 986. Đó, mặc dù là ván đi hậu của anh Tuyến nhưng mà từ sau nước cờ tấn xe bắt tốt phản tiên thì liên tục là thế trận đã bị dồn nén cho kỳ thủ Nguyễn Văn Bình. Như vậy bản đấu thứ nhất đã kết thúc và phần thắng đã thuộc về kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đến từ Ninh Bình. Và sau bản đấu thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Và theo anh Thi thì anh có nhận xét gì về ván đấu thứ nhất này ạ? Tôi cho rằng là ván đấu thứ nhất đã diễn ra với một cái kết quả như vậy là hoàn toàn xứng đáng cho anh Vũ Văn Tuyến. Bởi vì trong cái thế trận khai cuộc thi nhân chỉ độ của anh Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thực Nghiên ấy, thì tôi có cảm giác như phần khai cuộc của anh Bình anh chưa được chuẩn bị kỹ càng. Trong khi đó trận này thì anh Tuyến thì rất là thuộc bài, cho nên là ngay từ khai cuộc thì tôi đánh giá là anh Bình đã thua từ khai cuộc, dẫn tới là càng tiếp tục dẫn đến chung cuộc rồi tàn cuộc thì anh Bình thua cũng là phản ánh đúng cục diện của ván cờ thôi. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ. Ở trong ván đấu thứ hai thì sẽ đến lượt kỳ thủ Vũ Văn Tuyến được cầm quân đen đi trước và kỳ thủ Nguyễn Văn Bình sẽ cầm quân đỏ đi sau. Mặc dù là đã có chiến thắng trong ván đấu thứ nhất, tuy nhiên là kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã sử dụng pháo đầu để khai cuộc cho ván đấu thứ hai. Và với việc thúc tốt 3 thì có vẻ như anh Vũ Văn Tuyến đang chủ động ép khai cuộc về trung pháo tấn tam binh đối bình phong mã cổ điển. Và anh Thi có nhận xét gì về cái lối chơi của anh Vũ Văn Tuyến trong ván đấu thứ hai này ạ? Có lẽ là anh Tuyến thì dùng cái sở trường của mình, cái thế trận là trung pháo tấn tam binh. Thế và muốn dùng cái thế trận sở trường ấy thì có thể là chủ động đánh hòa hoặc là có thể là tiếp tục có chiến tiếp thắng. Tục là giành chiến thắng ở ván đấu tiếp theo. Tuy nhiên là Nguyễn Văn Bình đã đi khai cuộc bằng một khai cuộc tôi cho rằng rất là mới lạ. Có vẻ như là tên là quy bối pháo. Và theo tôi được biết thì anh Vũ Văn Tuyến cũng rất giỏi trong những khai cuộc mà đối chọi với những khai cuộc giang hồ như thế này, những khai cuộc mà ít được sử dụng trong các giải đấu lớn như giải quốc gia. Thì cũng như tôi đã nói là anh Vũ Văn Tuyến được anh em trong làng cờ mệnh danh là đơn đao pháo hội. Anh thường một mình đi giao lưu với anh em làng cờ các tỉnh trong toàn quốc. Cho nên là anh không lạ lẫm gì những cái khai cuộc mà chúng tôi hay nói là những khai cuộc giang hồ này. Anh rất là thuộc, anh rất thuộc bài. Dù vậy thì với việc sử dụng khai cuộc như thế này cũng là một điều là khá hợp lý trong ván đấu thứ hai, khi mà kỳ thủ Nguyễn Văn Bình đã để thua ván đấu thứ nhất rồi thì ván đấu thứ hai anh buộc phải thắng. Mà nếu như đi những nước như sách giáo khoa thì nhiều khả năng là anh Tuyến đã có sự chuẩn bị kỹ càng rồi, rất khó để tạo ra đột phá. Tôi cho rằng anh Tuyến vẫn đang nắm quyền chủ động, anh vẫn đang hoàn toàn nắm quyền chủ động. Và có lẽ là khi để ngay từ những cái khai cuộc nước khai cuộc đầu tiên này thì anh Tuyến đã phóng pháo lên
tiêu diệt quân Mã của anh Bình, nghĩa là mất cái thế trận Quy Bối này. Và sau đó thì cuộc cờ có thể là dẫn tới việc là rất dễ dẫn tới việc hỏa cuộc. Đấy. À, như vậy là rất có thể là phải vật pháo qua. À. Vậy là nước cờ rất là mạch lạc của cái thủ Vũ Văn Tuyến. À, bây giờ thì này... Nếu như lên C6 thì không được rồi. Lên C4 thì sẽ hở ra cánh bên trái. Tức là làm, mất cái thế trận Quy Bối của anh Bình đi. Thì sang là hai quân pháo đó, có thể là phong tỏa được ra xe. Bây giờ thì cái việc đó đã hoàn toàn bị phá sản rồi. Đúng rồi. Và đến đây thì sau khi đã mở được lộ 8 thì anh Vũ Văn Tuyến đã ngay lập tức tận dụng thời cơ xuất xe 9 bình 8. Wow. Cũng là nước cờ bắt buộc phải đi xe 1 bình 2. Nhanh chóng đưa con xe còn lại vào trận đấu, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Wow. Có thể nói là anh Tuyến rất là thuộc bài thuộc trong cái thế trận này. Anh đã phóng ngay con pháo lên tài sĩ của anh Bình để tiêu diệt quân Mã, để làm mất thế trận Quy Bối đi. Vâng, và đến đây thì cái thủ Nguyễn Văn Bình tấn xe bắt pháo ngay lập tức là điểm yếu ở bên phía cánh trái đã bị khai thác chặt đẹp rồi. Nước cờ là bình pháo ăn tốt và vừa bắt xe và vừa tiếp tục dùng xe pháo tấn công, anh không có một quân nào bảo vệ, có mỗi một pháo có thể phòng thủ, còn vẫn còn pháo tượng bảo vệ nữa. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ xem anh Tuyến khai thác thế nào. Sau này thì tôi nghĩ là cái cánh đến sẽ bị công phá rất dữ dội. Con xe lộ 8 hoàn toàn có thể chuyển sang lộ 4 rất nhanh chóng. Đáp lại những cờ này thì anh Nguyễn Văn Bình đã buộc lòng phải đi pháo 7-2. Vâng, buộc lòng phải pháo 7-2 thì để mặc cho con tốt của anh Vũ Văn Tuyến là tràn qua sông. À vâng, nhưng vẫn còn một nước tiếp theo là dùng tượng 5 ăn tốt. Đấu này thì rõ ràng là anh Vũ Văn Tuyến đã có một khai cuộc rất hay và chính xác. Đến lúc này thì anh đã hơn được hai đầu tốt và thế trận hoàn toàn cởi mở hơn thế trận của anh Nguyễn Văn Bình.
Lúc này thì sẽ đến lượt thủ Vũ Văn Tuyến tiếp tục đi quân. À, dường như là anh đang đầu tư rất nhiều thời gian cho một nước cờ nào đó. Theo anh khi thì đến đây Tuyến có thể sẽ tiếp tục tấn công như thế nào? À, tôi nghĩ là anh Tuyến cũng đang phải suy nghĩ nước đi tiếp theo đấy ạ. Mặc dù là vẫn anh Tuyến vẫn đang ưu thế hơn hai tốt ở tốt lộ 1 và lộ 5. Tuy nhiên là để mà phát triển được mã mà lên thì cũng đang khó. Bây giờ cần nhảy mã lên hà lập tức là anh Bình sẽ vật pháo qua tốt ngay. Bất cứ mã nào là Bình nó vật pháo qua tốt và có thể là vật tiếp con tốt biệt. Cho nên anh Tuyến cũng cần phải lựa chọn cái phương án rất là khéo léo sao để vẫn giữ được cái thế trận và vẫn đưa được mã lên. Tôi cho rằng anh Tuyến cần phải, người ta nói là lùi 1 bước, tiến vào 3 bước. Có lẽ là anh Tuyến cần phải lùi quân mã ở lộ 9 về lộ 7, sau nó phát triển lên lộ 6 và lên lộ 5. Tuy rằng là đi gọi là chúng tôi hay nói là đi đường biển, đi đường vòng một chút. Ngay bây giờ lập tức nhảy lên hà thì tôi tin chắc là anh Bình sẽ vật pháo lên tốt biên và có thể ăn dùng con pháo đó ăn nốt con tốt biên ở bên lộ 1. Là không dễ dàng gì để có thể phân đại được ưu thế trong tình huống này. Đó, như vậy là sau một hồi rất lâu cân nhắc thì cuối cùng anh Vũ Văn Tuyến đi đúng như Trương Văn Thi đã dự đoán. Bởi vì thực ra thì ở cái hình cờ đó thì không lùi con mã 9, không biết là đi đâu. Chắc chỉ còn, tôi nghĩ là phán đoán là chỉ con đường đó. Tiếp tục triển khai quân 3-5 cũng đang chứa đựng, anh Bình cũng chẳng phải tay vừa, đang chứa đựng rất nhiều những cái mối nguy hiểm. Theo tôi là như vậy, bây giờ chỉ cần tiếp tục là con mã 3 vừa tấn 5 đấy, thoái 7 bắt pháo. Trong trường hợp mà pháo mà con pháo của anh Tuyến đang ghi một tên đáy ấy mà chạy ấy, thì rất có thể là mất con mã ở lỗ 3. Tuy nhiên là Vũ Văn Tuyến vẫn tiếp tục mã 7 tuần sau. Nghĩa là khi có quân xe tuần hàng nên là anh Vũ Văn Tuyến đã không ngại đối phương có thể đi mã 5 thoái 7. Tôi cho rằng anh Bình vẫn nên dùng phương án là mã 5 thoái 7. Thực ra là mã 5 thoái 7 thì cũng chưa thể vật được. Nên là... Chưa thể vật được nhưng mà sẽ có thể là sau giải phóng được cái quân pháo ở tuyến này đấy. Cả hai con pháo luôn, nó có thể là dùng mã chém về pháo, vật pháo lên biên, dùng hai pháo đánh với hai mã của anh Tuyến. Vâng, và cũng cần lưu ý là ván đấu này anh Tuyến chỉ cần hòa thôi. Tất nhiên là có những kỳ thủ thì dùng mã rất là hay, cũng có những kỳ thủ thì dùng pháo rất là hay. Nhưng mà thường trong trong bàn cờ
thì tôi cho rằng là cái uy lực của quân pháo nó vẫn mạnh hơn quân mã một chút. Vâng, như vậy là anh Nguyễn Văn Bình đã không đi mã 5 thoái bảy mà đã đi mã 5 tấn bảy. Có lẽ là cái nước cờ này là anh Bình định muốn khử quân tốt biên của anh Tuyến. Tuy nhiên là rất dễ rơi vào cái tình huống là sau khi muốn làm được quân tốt này là phải đấu xe đấy. Đấu xe là rất dễ để hòa ở cái ván này. Và hòa ván này thì đương nhiên là người đi tiếp vào vòng tiếp theo phải là anh Vũ Huân Tuyến rồi. Thế có, tôi cho rằng là cũng vì mục đích là chỉ cần đánh hòa thôi. Nên là anh Tuyến đã cứ mặc kệ. Chấp nhận cho đối phương là lao mã lên. Như vậy là mã 5 thoái 3. Và đây thì có thể là cơ hội để vật tốt cho cái thủ Nguyễn Văn Bình đã đến rồi. Đúng rồi. Anh Bình hoàn toàn có thể bây giờ dùng quân pháo ở lộ 1 để vật tốt, và anh đã đi pháo 1 tấn 4 rồi. Pháo này thì cũng không có tác dụng gì trong việc phòng thủ, nên là đúng rồi. Tốt nhất là cho nó lên tấn công. Tôi cho rằng là anh Tuyến đã hơi vội nhảy quân mã ở lộ 6 lên lộ 5. Hơi vội nhảy lên. Cho nên là khi mà nhảy lên rồi con xe của anh Bình vào bắt thì lập tức là anh lại thoái về lộ 3, làm cho mất căn quân tốt biên. Và nhân cơ hội thì anh Bình đã cướp thời cơ, chớp thời cơ lăn ngay tốt biên. Rất có thể là bây giờ sẽ mất tiếp quân tốt biên ở lộ 1. Mặc dù là ván đấu này thì đã ngược lại ván đấu trước là anh Vũ Văn Tuyến đi biên, anh Nguyễn Văn Bình đi hậu. Tuy nhiên là tôi có cảm giác như là ván đấu thứ hai đã cân bằng hơn ván đấu thứ nhất là rất nhiều. Cho đến giờ này thì là mới là cân bằng. Đấy, đang ạ. Chứ còn trước khi có cái nước pháo vật lên tốt biên đấy, thì tôi cho rằng là anh Tuyến vẫn đang nắm giữ ưu thế. Đấy là nếu như ván đấu này có kết quả hòa thì sẽ là cờ bỏ lỡ, sẽ là nước cờ vàng tấn mã lên 5 đúng không? Đúng rồi. Nếu mà chúng ta đặt trong tình huống là nhưng đây cũng có thể là một cái phương án của anh Tuyến. Tức là anh sẽ không tấn công nữa mà để cho đối thủ tấn công. Còn mình thì sẽ quay sang đánh hòa. Để cho nó đơn giản. Nhưng mà nếu mà buộc phải thắng thì có lẽ là không nên đi nước mã 6 tấn 5 vội. Nếu mà anh Tuyến vào cái ván cờ trước mà thua ván này mà lại buộc phải thắng ấy, thì tôi nghĩ là anh Tuyến không nên đi nước mã 6 tấn 5 vội. Dù vậy thì lúc này thì đội quân cũng chỉ là đang cân bằng. Đang cân bằng, đúng như thế. Đấy, đạo em đang thấy rằng là hai quân pháo của anh Bình, quân pháo của anh Bình khỏe không? Sau khi rất cơ động từ lộ 1, ăn được nguyên hai con tốt. Để làm cho cái thế trận của anh Tuyến bị, tôi cho rằng là anh Tuyến cũng bị mất cái thế trận trong những nước đi vừa rồi. Theo tôi thậm chí lúc này là anh Tuyến còn có phần nguy hiểm hơn, vì là mã thì trong phần chung cuộc thì tôi thấy là nó sẽ không thể linh hoạt được bằng quân pháo. Tuy nhiên anh Tuyến chơi mã cũng rất là hay đấy ạ.
tôi nghĩ là nước tiếp theo là cũng rất hay. À, đấy. Riêng trong bản đồ này là có hai nước cờ dùng khoái để tiến. Cờ đầu tiên là mã 9 thoái 7 như anh Thi đã đề xuất, và nước cờ thứ hai là mã 3 thoái 1. Sau đó mới chuyển được quân mã về luôn, chuyển quân mã của anh Tuyến đúng là mã bay như ngựa, đi từ lộ 9 à, thoái về lộ 7, nhảy đến lộ 6, nhảy lộ 5 và thoái về lộ 3. Đến đây thì cần thiết thì có thể là anh thực dụng của nước cờ mã 1 thứ 2 cũng được. Chắc chắn là nước tiếp theo anh Tuyến sẽ phải đi mã 1 tấn 2. Đấy. Rõ ràng là tiêu đánh hòa đã bộc lộ rất rõ rồi. Mã 1 tấn 2 để khử cái quân mã rất là khỏe của anh Bình. Nhưng mà anh Bình cũng chẳng phải tay mơ, và anh đã thoái ngay mã về chân sĩ. Không để cho anh Tuyến tiêu diệt quân mã này. Bởi vì nếu như mất con mã này thì thế trận lại khác đi nhá. Số 7 tấn 1 thì từ ký thủ Vũ Văn Tuyến ạ. Nước cờ có lẽ là cũng rất hợp lý đúng không? Khi mà chưa có điểm đánh gì thì anh đấu bước tốt để tránh hậu hòa về sau. Có thể phong tỏa được con tốt ở lỗ 1. Đúng rồi. Ngoài ra là có thể là lộ xe là có thể là cơ động. Tôi nghĩ là nước cờ này khá là sâu xa, khi mà có thể là sau này thì anh Tuyến có thể lấy con tốt 5 đi, nhảy mã lên bắt xe và tiếp tục, nếu như đối phương ăn xe và tốt thì sẽ cướp thêm một nhịp nhảy mã lên. Đúng rồi. Và khi đó thì con tốt sẽ không thể cản đường con mã được nữa. Đúng rồi. Rất nhiều ý nghĩa từ nước cờ đấu tốt này của anh Vũ Văn Tuyến. Vậy là thủ Nguyễn Văn Bình đã đi có 9 tấn 7 tấn pháo chống, tuy nhiên là cũng chưa có quân nào để phối hợp với quân pháo này. Thực ra cái nước này hơi hút anh ạ. Đó, tôi vừa nói xong thì anh Vũng Tuyến đi ngay. Bây giờ thì có lẽ là lại pháo lại phải chạy về chân tượng và sẽ liên tục bị anh Tuyến sẽ dùng tượng hoặc dùng mã truy kích con pháo này. Và với biểu hiện vừa rồi của anh Nguyễn Văn Bình thì có vẻ như anh cũng đang nóng lòng muốn lao lên tấn công. Dường như là anh cũng đang khá hối hận vì cái nước cờ tấn pháo của mình. Đúng rồi. Buộc lòng phải giữ pháo thôi. Có 9 mình bay. Ngay lập tức là một nước cờ thoái tượng bắt pháo, vừa công vừa thủ rất hay. Là con tượng đang chênh vênh tự nhiên nó thoái về lại có nhiệm vụ, lại có việc làm ngay. Không, chắc có lẽ là cũng không còn phương án gì hơn, anh Bình lại phải thoái pháo về hàng tốt của anh Tuyến. Anh Tuyến thì dùng mã thì chạy như ngựa, thì còn anh Bình thì dùng pháo thì chạy như xe. Mã của anh Tuyến thì mã thì chạy như ngựa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi trong anh em thường đánh cờ thì thường nói vui đùa với nhau như vậy. Và đầu chúng ta đang theo dõi là bàn đấu thứ hai giữa hai cầu thủ Vũ Văn Tuyến đến từ Ninh Bình và cầu thủ Nguyễn Văn Bình từ Hưng Yên.
Ở trong bảng đấu thứ nhất thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã rất xuất sắc, hậu thủ thành công và giành chiến thắng trước kỳ thủ Nguyễn Văn Bình. Đến đây thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đang tạm thời dẫn trước kỳ thủ Nguyễn Văn Bình với tỷ số 1-0. Trong bảng đấu thứ hai này thì kỳ thủ Nguyễn Văn Bình sẽ là người đi hậu và buộc phải thắng. Và sau nước chạy pháo của kỳ thủ Nguyễn Văn Bình thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã đi xe 1 bình 4. À. Có lẽ là anh Tuyến đang muốn phong tỏa quân pháo của anh Nguyễn Văn Bình. Trở lại bàn đấu này thì hai cầu thủ đã đấu xe rồi. Vâng. Với việc đấu xe thì cơ hội hòa sẽ là rất nhiều. Đấu xe thì cái cơ hội hòa thì tương đối cao. Bởi vì bây giờ anh Tuyến đã lao quân mã 3, à lao quân mã 2 lên lỗ 3 rồi. Rõ ràng là muốn đấu thêm quân pháo nữa. Nước tiếp theo là có thể là nhảy mã 3 tấn 2, nhảy mã lên hòa thị. Để tiêu diệt quân pháo đáy. Sau khi tiêu diệt quân pháo đáy thì đã rảnh rảnh tay, thế là quân pháo đáy của mình lúc bây giờ mới hoạt động được. Đây là pháo ma tốt, đánh pháo ma tốt. Rồi. Chỉ là hình pháo ma tốt của kỳ thủ Vũ Văn Tuyến còn tốt hơn rất nhiều. Còn tốt nằm thì sẽ có nhiều giá trị hơn. Còn đến đây thì kỳ thủ Nguyễn Văn Bình chuyển pháo. Pháo 7 bình 1. Đây là muốn đâm đáy để tượng. Tuy nhiên là như đã trước thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến vẫn tiếp tục tấn ma bắt pháo, càng đơn giản hóa hình cờ đi thì càng tốt. Đến đây thì nếu như có pháo 1 tấn 3 thì cũng không có nhiều ý nghĩa, tức là có thể đi tượng 5 tấn 7 ngay. Đến đây thì tôi thấy là rất khó cho kỳ thủ Nguyễn Văn Bình. Bây giờ thì có thể tiêu diệt pháo trước hoặc lên tượng trước cũng được. Quyết định lên tượng trước, tượng 5 tấn 7 thì từ kỳ thủ Vũ Văn Tuyến. Rồi, như vậy là
liên tục với những nước đi pháo có vẻ như không hiệu quả. Đến đây thì thủ tướng Nguyễn Văn Bình đã lại phải thoái pháo, đã phải pháo một bình hai, hy vọng là có thể thoái pháo về tiếp tục tấn công. Vâng. Thực ra thì nếu bây giờ đánh muốn đơn giản đánh hòa thì anh Tuyến hoàn toàn có thể là đi pháo và dùng mã ăn pháo của anh Bình. Thế còn nếu mà muốn tiếp tục triển khai đánh thắng vẫn có cơ hội đây anh ạ. Tôi nghĩ là có thể là đi binh 5 tấn 1. Có lẽ là anh Vũ Văn Tuyến cũng không muốn chiến thắng một cách thực dụng quá nên là anh đang nghĩ hướng tấn công khác. Và đơn giản nhất là tấn man pháo ngay. Và tấn mã chiếu một cái xuất tướng. Và như vậy là quyết định là không ăn pháo rồi ạ. Rất hay, nếu như không ăn pháo thế này thì vẫn có thể thoái pháo về hàng pháo của mình rồi chuyển. Thực ra thì thực ra cái nước này anh Tuyến đang muốn là ăn sĩ tâm của anh Bình đấy, thì chắc chắn là có thể là phải thượng tướng giữ rất sĩ nguy hiểm. Thượng tướng thì lúc đó là anh Tuyến sẽ thoái pháo về. Ồ, rõ ràng là anh Tuyến mục đích là muốn thoái pháo về để dùng pháo mã tấn công rồi. Thì vậy là vẫn là pháo mã tốt, đánh pháo mã tốt. Tuy nhiên là nếu như đấu pháo như thế này thì sẽ lợi cho anh Tuyến hơn rất nhiều. Còn nếu như không đấu pháo thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lúc này nếu như không bật pháo sang mã thì sẽ còn nguy hiểm hơn là không đấu quân rất nhiều. Có lẽ nếu như không muốn đấu quân thì phải đi pháo 2 bình 4 chiếm mặt trước. Rất khó cho anh Nguyễn Văn Bình. Dường như là anh Vũ Văn Tuyến không muốn đánh hòa vào đấu này và anh muốn có thêm một chiến thắng thứ hai. Vâng, có lẽ là đây cũng là một phương án mà có lẽ là anh Tuyến đang muốn giành chiến thắng ở ván đấu thứ hai. Có lẽ là anh Nguyễn Văn Bình phải bình pháo vào lỗ 4 trước chăng? Bình pháo vào lỗ 4 thì lúc đó là anh Tuyến sẽ thừa cơ là ăn mất quân tượng. Ăn mất quân tượng ở lỗ 5. Rất là khó được cho anh Hồng Nguyễn Văn Bình. Tôi cho rằng đây là nước cờ rất hay. Bình pháo giả sát không có nhiều tác dụng lắm. Có thể là bình pháo ở chiều tướng trước. Anh Tuyến hoàn toàn có thể là chạy pháo ở lộ 2 qua lộ 6 để chiếu tướng. Sau đó là có thể là củng cố tượng sau. Nhưng mà anh vẫn rất là ung dung đi tượng. Vấn đề thì khó đi cho đối phương.
Nguyễn Văn Bình đã quyết định đổi ngang quân ở ba bình bảy ăn mã mã 4-3 tiêu diệt đại pháo. Như vậy đó, ở cái hình cờ này thì tôi cho rằng là Văn Hòa đang đến rất gần. Văn Hòa đang đến rất gần. Với thế quân như thế này thì tôi nghĩ chắc là dễ dàng có thể hòa được. Có 2 bình 6. Thoải mã về. Thoải mã thì có mục đích ngăn chặn của tốt 5 vượt sông. Đúng rồi. Và đủ Vũ Văn Tuyến tiếp tục gia tăng áp lực bằng nước cờ mã 3 thoái 4. Như vậy là Nguyễn Văn Bình đã phải nhập tướng. Đến đây nếu như muốn đánh hòa thì có thể canh nhất chiều. Đúng rồi. Và theo luật cờ tướng Việt Nam hiện hành cũng như là game show đấu trường cờ Việt thì nước cờ này có thể chấp nhận không bị phạm luật. Cũng nhận ra âm mưu của kỳ thủ Vũ Văn Tuyến là muốn đánh hòa ngay lập tức, nên là anh Nguyễn Văn Bình đang suy nghĩ để có thể đổi biến. Thực ra thì cũng rất là khó để có thể là đổi biến. Cưỡng cờ là có thể là thua đây nào anh ạ. Vì là gì đấy? Và tình tình hình của cái bán đấu mà nó rơi vào cái tình huống mà bất biến rồi thì có lẽ là nên phải chấp nhận hòa. Nếu cưỡng là có thể là thua cuộc. Thì con tốt 5 của anh Vũ Văn Tuyến đang sẵn sàng và vượt sông. Với tình trạng như thế này thì tôi nghĩ nhiều khả năng là vào đấu thứ hai sẽ hai kỳ thủ đã đồng ý hòa vào lâu nay. Nhưng mà ngược lại thì nếu như trong trường hợp mà hai kỳ thủ vẫn không muốn đồng ý hòa mà vẫn tiếp tục đánh thì, sau khi nghị hòa không được thì buộc là ban tổ chức cũng như là máy tính sẽ tự đếm và sẽ rơi vào trong cái tình huống là bất biến. Và trong cái tình huống là máy tính sẽ tự đếm 40 nước là ván cờ sẽ kết thúc với kết quả là hòa. Và với game show đấu trường cờ Việt thì tất cả các ván đấu sẽ được tự động hóa khi mà các kỳ thủ nếu như không cầu hòa và nếu như không nghị hòa vẫn cứ gì chuột thì 40 nước thì vẫn sẽ tự động xử hòa. Rồi, ok. Tuy nhiên là trường hợp này cũng sẽ rất khó có thể xảy ra khi mà thường thì sẽ trong vòng 40 nước sẽ có nước ăn quân. Và với việc này thì cũng thể hiện tính chuyên nghiệp của game cờ tướng. Trong các sân chơi cờ tướng ở Trung Quốc hoặc là cờ tướng thế giới thì thường là người ta sẽ không đề nghị hòa mà người ta sẽ đếm nước. Thực ra theo luật cờ tướng của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam thì bất biến trong liên tiếp 6 lần lặp đi lặp lại liên tiếp là có thể xử hòa, ban tổ chức có thể xử hòa được. Tuy nhiên là bởi vì do tự động hóa cho nên là máy tính sẽ đếm nước. Nếu bệnh nhân bị sơ gan thì chỉ có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày bắt đầu chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm. Chứ nó không lâu đâu. Mà cái sơ gan thì nói chung là trong vòng một tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, sơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số hotline 0982 267 986. Như vậy là sau 40 nước cờ không ăn quân, thì ván đấu thứ hai đã kết thúc với kết quả hòa. Chung cuộc thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã vượt qua kỳ thủ Nguyễn Văn Bình. Và sau trận đấu này thì kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đã đồng ý tiếp tục thi đấu cùng với game show Kỳ Vương đấu trường cờ Việt ở trận đấu thứ hai. Và theo anh Thi thì trận đấu thứ và ván đấu thứ hai vừa rồi thì anh có nhận xét gì về ván đấu này ạ? Tôi cho rằng là
Anh Tuyến đã khai thác vào cái điểm yếu về khai cuộc của anh Bình rất là chính xác trong cả hai ván đấu. Và cái kết quả của trận đấu ngày hôm nay cũng phản ánh đúng cái sức cờ của các anh. Cảm ơn bình luận viên Trương Văn Thi đã tham gia bình luận trận đấu ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.